Ở đây chắc các bạn cũng đã quá quen với cái việc mà vợ mình rất là thích bông rồi đúng không? Nhưng mà do công việc bận rộn nên là vợ mình cứ quên chăm bông. Thành ra là mua bao nhiêu cây hoa cái bông nào tiêu tùng hết trơn. Nên là hôm nay tôi sẽ tặng cho vợ tôi một cái chậu cây vừa đẹp mà vừa sống dai nữa. Chưa hết đâu nha. Tôi biết vợ tôi rất là thích sống ảo. Hồi trước bà coi phim Hàn bà thấy mấy cái ghế xích đu bà mê lắm. Nên là hôm nay tôi tặng cho bà thêm một cái ghế xích đu đúng nghĩa luôn nè. Hồi sinh viên lúc mà tụi mình còn đang hẹn hò với nhau thì có một lần là tụi mình đi vào một quán trà sữa. Thì lúc đó bà Hoa bà thấy cái ghế như này bà thấy bà thích quá. Cái rồi bà chui vô bên trong bà nằm luôn. Bà mới nói là ôi anh ơi nhìn thích quá à. Cái ghế này nó giống y chang như một cái quả trứng vậy đó. Nếu mà sau này tụi mình có cưới nhau thì anh mua cho em một cái nha. Và ngày hôm nay là mình đã thực hiện lời hứa đó. Mặc dù hơi muộn một chút nhưng mà có vẫn hơn là không đúng không mọi người. Vậy là bà vợ của tôi đã nha. Trong một ngày mà có đến tận 2 món quà luôn. Do là trong phòng khách chỉ còn mỗi chỗ này là trống thôi nên là tôi đặt đợi chứ chưa quan tâm về vấn đề phong thủy cho lắm. Ghế này chỉ được tải trọng chỉ có cỡ 80kg thôi nên là tôi ngồi cũng phải nương lại chứ thật ra là tôi cũng rén lắm mọi người. Vậy là từ bây giờ bà vợ của anh đã có một cái góc chiêu lý tưởng để đọc sách rồi ha. Ở đầu video anh nói giỡn như vậy thôi chứ thật ra đây là một món quà mà anh dành tặng cho vợ nhằm để kỷ niệm 5 năm ngày cưới của tụi mình đó nha. Trong năm nay thì vợ chồng mình cũng đã trải qua một cái cơn sóng gió rất là lớn rồi. Anh biết là ở trong thâm tâm của em vẫn còn buồn nhiều lắm nên là vợ chồng mình cố gắng vượt qua nha.